Kim Ji-eun đóa hoa nở muộn của màn ảnh Hàn, sẵn sàng đóng vai phụ, sắp nên duyên với Park Solomon. Kim Ji-eun sinh vào ngày 9 tháng 10 năm 1993, từng tốt nghiệp Đại học Jeonju, khoa sân khấu và điện ảnh. Cô bước chân vào làng giải trí với tư cách là người mẫu và có vai diễn đầu tiên vào năm 2015 khi góp mặt trong tác phẩm Tattoo. Tuy nhiên sau đó, Kim Ji-eun cũng chỉ đóng các vai khách mời nhỏ. Đến năm 2017, cô nàng mới có cơ hội đóng chính trong bộ phim chiếu mạng The Best Moment to Quit Your Job. Tuy vậy, may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô nàng 9X này. Kim Ji-eun tiếp tục chật vật theo nghề bằng cách đóng các vai nhỏ lẻ để tích lũy kinh nghiệm và chờ đợi thời cơ. Có thể nói giữa showbiz đầy hào nhoáng, Kim Ji-eun vẫn là một cái tên không mấy ai bận tâm giữa showbiz Hàn náo nhiệt với trăm hoa đua nở. Thời gian dài chỉ nhận được vai phụ mờ nhạt, không nổi bật cho đến năm 2019, khi là nghệ sĩ độc quyền của SB Entertainment, sự nghiệp của Kim Ji-eun mới có nhiều khởi sắc. Từ đây cô có các cơ hội đóng các tác phẩm lớn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Kim Ji-eun cũng trở thành diễn viên chính trong những tác phẩm ăn khách như Công tố viên chuyển sinh, Luật sư 1000 won hay Mặt trời đen. Dân tình đánh giá Kim Ji-eun có vẻ ngoài sở hữu nhiều nét tương đồng với các mỹ nhân khác như Seo Hyun, Neon, Yuna, Jisoo, Ryu Jin, Shin Se-kyung và Han So-hee. Một số khán giả lại cho rằng Ji-eun đúng là có nét giống với Seo Hyun và Ryu Jin ít gì hơn, nhưng cô nàng vẫn mang nét riêng khi trông dịu dàng thanh thuần hơn. Năm 2021, Kim Ji-eun có nhiều đất diễn được lên hình nhiều hơn khi đảm nhận vai Yoo Jae-ji trong The Veil. Đồng hành bên cạnh hai tiền bối Nam Gong-min và Park Ha-sun, thì Ji-eun đã hoàn thành tốt vai diễn của mình và tạo nên dấu ấn riêng trên màn ảnh thông qua lối diễn có sức hút và giàu cảm xúc. Năm 2022, cô nàng lại tiếp tục có dịp chứng minh thực lực diễn khi đóng cặp cùng nam ngôi sao Lee Chun-ki trong Again My Life. Vẫn là một câu chuyện đậm chất trinh thám, kịch tính và mãn nhãn với những phân cảnh hành động như The Veil. Nhưng lần tái xuất này, Ji-eun được đóng vai nữ chính và có nhiều phân cảnh thân mật thể hiện tình cảm với bạn diễn hơn. Mới đây, phía Kim Ji-eun đã xác nhận cô và Park Solomon sẽ kết hợp trong bộ phim Running in Seongsu. Được biết, đây là một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn kể về chuyện tình giữa trưởng nhóm marketing giỏi giang Kang Nae-yeon, Kim Ji-eun và thực tập sinh Soo Eun-ho, Park Solomon. Kang Nae-yeon là một người nghiện công việc, cô sẵn sàng đánh đổi tình bạn và tình yêu để đạt được thành tựu sự nghiệp. Trong khi đó, Soo Eun-ho là một chàng trai với vẻ ngoài thân thiện dễ thương. Nhân vật này sống với tinh thần tận hưởng cuộc sống, vì thế anh thường có những bất đồng với vị sếp luôn tham công tiếc việc của mình. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, Kang Nae-yeon và Soo Eun-ho là hai con người hoàn toàn khác biệt. Thậm chí Kang Nae-yeon còn coi Soo Eun-ho như kẻ ngốc. Thế nhưng họ lại rơi vào lưới tình vì một tình huống tréo ngoè, linh hồn của cả hai bị hoán đổi cho nhau. Có thể thấy tuy số lượng phim Kim Ji-eun đóng chính không nhiều, nhưng đủ để chứng minh thời của Kim Ji-eun đang mở ra. Đồng thời điều đó cũng cho thấy mọi nỗ lực của cô đã có kết quả. Hãy cùng nhìn lại hành trình phát triển sự nghiệp của đóa hoa nở muộn này thông qua những bộ phim cô đã đóng nhé. The Veil 2021, The Veil Mặt trời đen chính là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Kim Ji-eun thủ vai nữ chính sau bao năm đóng các vai phụ nhỏ. Đây là bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của cô. Kim Ji-eun đã gây số màn ảnh với nhan sắc và diễn xuất của mình trong bộ phim này. Vai diễn này cũng đã mang về cho cô danh hiệu nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải phim truyền hình MBC 2021. Trong phim, Kim Ji-eun đóng chính cùng các diễn viên Nam Gong-min và Park Ha-sun. Chuyện phim kể về Han Ji-wook, Nam Gong-min đóng một đặc vụ hàng đầu trong cơ quan tình báo quốc gia NIS. Anh là người được đồng nghiệp ngưỡng mộ vì khả năng phán đoán cùng tinh thần trách nhiệm của mình. Trong một lần làm nhiệm vụ, đội của Chiếu bất ngờ gặp phải phục kích, toàn đội của anh đều hy sinh. Chiếu may mắn sống sót nhưng mất tích một năm, anh cũng bị mất đi một phần ký ức. Chiếu không thể nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra trong vụ tai nạn ngày hôm đó. Một năm sau, anh trở lại tổ chức để tìm kẻ phản bội nội bộ đã đánh rơi anh xuống vực. Đồng hành cùng anh là Yoo Jae-ji, Kim Ji-eun đóng, người tốt nghiệp sớm từ CAS và là một đặc vụ hiện trường đầy triển vọng. Công tố viên chuyển sinh Again My Life 2022. Năm 2022 là năm thành công của Kim Ji-eun khi cô có tới hai bộ phim thành công với lượng người xem đông đảo. Đầu tiên phải kể đến là phim Công tố viên chuyển sinh. Trong phim này, Kim Ji-eun đóng chính cùng diễn viên Lee Chun-ki, Lee Geong-yong và Chung San-hoon. Kịch bản phim Công tố viên chuyển sinh được dựa trên webtoon cùng tên. Chuyện phim xoay quanh công tố viên Kim Hee-woo, Lee Chun-ki thủ vai, một công tố viên cương quyết, nhiệt huyết và chính trực. Anh không khoan nhượng bất kỳ một ai, kể cả những người có quyền thế. Chính điều đó khiến anh bị hại chết trong khi điều tra một chính trị gia tham nhũng. Ông ta là nghị sĩ Cho Tae-suk, Lee Geong-yong, người nắm trong tay quyền lực hơn cả tổng thống. Thế nhưng thần chết đã trao cho Hee-woo cơ hội sống lại lần nữa. Anh được trở về năm 18 tuổi. Vì biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai, Hee-woo lên kế hoạch cẩn thận để hạ gục kẻ thù quyền thế đã hãm hại mình. Đồng hành với anh là Kim Hee-ha, Kim Ji-eun đóng con gái út thiên tài của CEO tập đoàn Jeonha. Cô là người ưu tú, sống lương thiện và là trợ thủ đắc lực cho Hee-woo trên con đường đấu tranh công lý. Luật sư 1000 won, $1 lawyer. 2022, Luật sư 1000 won là bộ phim truyền hình gần nhất của Kim Ji-eun. Trong phim này, cô một lần nữa kết hợp cùng nam diễn viên Nam Gong-min. Phim lấy đề tài về pháp luật nhưng lại nhẹ nhàng, hài hước và đầy tính nhân văn chứ không hề nặng nề. Chính vì thế, ngay khi phát sóng, bộ phim đã thu hút đông đảo khán giả và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Luật sư 1000 won kể về câu chuyện của một luật sư tài giỏi nhưng chỉ tính phí mỗi vụ án là 1000 won. Đó
là Chan Chi-hun, nam công minh đóng. Chính vì thế anh chàng luật sư có bề ngoài kiểu cách này được coi là vị cứu tinh của những người nghèo. Park Mari, Kim Jin thủ vai, cũng là một luật sư tài năng. Cô có gia thế, có học vấn và cả tương lai tươi sáng. Công việc khiến Mari gặp gỡ với Chan Chi-hun. Từ đây cuộc sống của cô bước sang một trang mới.